Thưa quý vị, có 3 ca COVID-19 được ghi nhận trên địa bàn tỉnh từ 18 giờ ngày 12 tháng 7 đến 18 giờ hôm nay, 13 tháng 7. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, gồm 1 ca ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu và 2 ca ghi nhận tại huyện Long Điền. Cả 3 ca COVID-19 ghi nhận trong ngày hôm nay đều có biểu hiện lâm sàng nhẹ và được chỉ định điều trị tại nhà. Nâng số bệnh nhân COVID-19 điều trị tại nhà lên 42 bệnh nhân. Toàn tỉnh chỉ có 1 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại khoa ICU, Bệnh viện Vũng Tàu, trong tình trạng sức khỏe ổn định. Tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh đạt trên 99%. Đến nay, 100% số trẻ trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn tỉnh đã được tiêm chủng ngừa COVID-19. Trong đó có 47,2% trẻ đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, 6,4% công dân từ 18 tuổi trở lên cũng đã được tiêm mũi 4%.